Vâng, chào chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ giảm sâu, giảm mảnh những cái mẫu xe. Nói chung là xe nào cũng giảm hết cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì cô chú anh chị cùng theo chân em Trung đó, lướt sơ một vòng cô chú anh chị nhé. Đó thì qua tới rất nhiều anh chị hỏi em Trung là cái mẫu em Kia Morning cô chú anh chị. Thì đây thì ngày hôm nay trước tiên thì giảm cho cô chú anh chị 10 triệu luôn. Đó, thì nói chung là xe nào cũng giảm hết cô chú anh chị nhé. Nên là anh chị cần quan tâm cái mẫu xe nào thì liên hệ em Trung. Đây thì anh này là Kia Morning đời 2008 đăng ký 2011 của chú anh chị. Em này là bản nhập khẩu của chú anh chị nha. Và giá dành cho hôm vừa rồi 110 triệu, ngày hôm nay giảm 10 triệu luôn cho cô chú anh chị nha. Thật sự trên cửa hàng hết xe rồi cô chú. Đặc biệt thêm nữa thì anh chị có xe bán thì chăm Trung xin ít hình ảnh của Zalo nha. Đây thì em Trung sẽ để nổ luôn cái máy của em, nó sẽ là máy thì anh chị không cần suy nghĩ đâu. Đó, và giá thật sự là siêu dẫn luôn. Đó. Phải nói là một em Morning đó cô chị nha, nồi đồng cối đá và giá thật sự là siêu hấp dẫn cho cô chú anh chị. Thật sự là ô tô bây giờ nó quá rẻ luôn. Phần số này, điều hòa ô tô tự động này, đó anh chị không, máy nổ rất êm luôn cô chú chị. Được cái nó rất mạnh mẽ cô chú anh chị nha. Nên là xe này thì em Trung đã có video chi tiết rồi đó, thì anh chị cứ chẳng hạn như là cần video chi tiết xe nào đó, em nó được trang bị màn hình Android này, cam hành trình này, nói chung rất ok. Cửa số nội thất rất đẹp luôn đó anh chị không. Ngày hôm nay là phải nói là có cái nồi cơm, phải nói là giá trị anh chị không, nồi cơm mình rất là giá trị luôn. Đó. Hôm nay thì để bỏ đồ, bỏ khóa của chú anh chị nhé. Và đây thì em này là 2008 đăng ký 2011. Và đây thì em Trung lướt sơ em này luôn. Suzuki Ben này, đó, dành cho anh chị thật sự cái xe này nó cũng lâu quá rồi. Mà dành cho anh chị cái xe này chỉ với 80 thôi. Bán thật sự là nó lỗ coi như là một nửa tiền, hơn nửa tiền của chú chị mà. Do như kiểu là nó nằm lâu quá sao hay như nào, hay là nó không có duyên sao. Nên mà chẳng hạn như anh chị cần cái xe là cần em Suzuki này, em Trung cắt duyên cho cô chú anh chị nhá. Đó, 80 củ của anh chị. Mua 160 bây giờ bán 80 củ, 165 triệu. Đó. Đây lướt sờ vòng luôn anh chị. Cửa với nó mở không được. Thôi được rồi, vậy khỏi đi cũng được. Em này là Suzuki Ben của chú anh chị, thì chẳng hạn như anh chị muốn mua cái xe này về mà đi mấy cái cung đường nhỏ hẹp á, rất là ok luôn. Và đây thì em này bán cho cô chú anh chị, xe này xe dép cô chú anh chị nha. Em Trung chưa thời gian dọn và ra bán cho cô chú anh chị chỉ với 200 thôi. Nếu mà chẳng hạn anh chị muốn mua về dọn, em Trung giảm cho cô chị nha, mua anh chị mua về dọn. Và tiếp tục đây thì đằng bên này thì anh chị đang thấy em này là Toyota Crown này, ông chị rất đẹp luôn cô chị. Đây chỉ cần mở cái phần lại lóc cửa ra ta. Đây. Cái xe đẹp hay không anh chị nhìn từ cái nội thất này. Nói chung là hàng này dành cho anh chị mà chẳng hạn như là siêu tầm và đam mê cô chú anh chị nha. Đó, một em Toyota Crown, nói chung hàng độc, hàng hiếm cho cô chú anh chị và giá thật sự là siêu hấp dẫn luôn. 200 cô chú anh chị. Đó. Rất ok. Đó. Và bớt thì nói chung là cũng có lộc lá, nói chung là kinh doanh buôn bán thì cũng có lộc lá thôi, thật sự nó không có bớt nhiều được cô chú anh chị. Nên những cái xe này thì em Trung cũng nói là chẳng hạn như là anh chị nếu mà thật sự muốn đam mê đó, chơi đó thì alo châm Trung, và xe này em Trung đã có video chi tiết rồi. Và đây thì em Honda Accord cô chú nhỉ, nó cũng là cái hàng siêu tầm luôn cô chú nhỉ. Hàng này cũng là hàng siêu tầm luôn nhá. Em này là 95 này, còn em này là 94 này. Đó quý anh chị, và đặc biệt quý anh chị nha, lướt sờ vòng cái phần nội thất luôn. Cái dòng này mà được cái thì để mà riêng hai con này mà để em Trung là lấy một con này, em Trung đã nói là để tìm chiếc thứ hai thật sự là rất là hiếm quý anh chị, nên cũng tranh thủ trời mưa quý anh chị nhá. Mưa gió ở đây là thì em Trung cũng lướt sờ vòng quý anh chị, nội thất này rất đẹp luôn. Đó. Nỉ zin kiên kịt luôn. Và quý anh chị nhá, phải nói là thật sự là một mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo cho cô chú anh chị luôn. Một em Honda Accord. Đó. Sinh năm 1995, gầm máy thì chạy cực êm quý anh chị nhá. Và xe này thì em Trung đã có video chi tiết rồi. Nếu chẳng hạn anh chị muốn thật sự muốn đam mê quý anh chị nhá thì alo cho em Trung, một giá dành cho anh chị 100 triệu. Và em Vios này ngày hôm nay thì giảm cho cô chú anh chị tiếp tục giảm giá tiếp của cô chú nhỉ. Hôm vừa rồi giảm tới 15 triệu, một trời nó mưa rồi. Hôm vừa rồi giảm tới 15 triệu mà ngày hôm nay tiếp tục lại giảm thêm 5 triệu nữa, còn 280 triệu cô chú anh chị nha. Đó nên là ngày hôm nay thì anh chị cứ cần quan tâm thì liên hệ em Trung. Và tiếp tục đây thì em Trung sẽ còn một em Ford Everest máy dầu đời trong này cô chú nhỉ. Em Ford Everest máy dầu này. Đó đang cho em nó vô để kiểm tra quý anh chị nhá. Nói chung là máy lạnh nó cũng không được lạnh cho lắm, đang cho em nó vô để kiểm tra cô chú chị. Và anh lướt sờ vòng, và xe này em Trung đã có video chi tiết được cái nội thất rất đẹp của chú chị này. Đó.
hai cầu máy dầu cô chú anh chị nhá, mọi chức năng đang đều hoạt động cho cô chú anh chị, và giá dành cho anh chị chỉ với xe này ngày hôm nay tăng giá này đó quý chị, riêng xe này là ngày hôm nay tăng giá cô chú anh chị nhá, tại vì dọn vô nó cũng khá nhiều tiền rồi đó, nội thất rất đẹp và dàn vỏ mới thì cô chú anh chị rất ok luôn. Hôm bữa vô rồi 175, ngày hôm nay lên giá 10 triệu 185 triệu của chú anh chị nhá. Cho nên là anh chị muốn quan tâm mẫu xe này thì em Trung alo em Trung. Đó, số điện thoại của em Trung tôi có để trên phần tiêu đề và mô tả nhá. Đó thì thôi, cuối video thì cho em Trung kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị video tiếp theo nhá.